Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới bình an và hạnh phúc. Hôm nay mời các bạn đến thăm Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kiên Giang. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kiên Giang tọa lạc tại địa chỉ C5 Đặng Huyền Thông, khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kiên Giang được thành lập theo quyết định số 1540 ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân, là một trong những cấp học quan trọng góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, có chức năng giảng dạy văn hóa, giáo dục thường xuyên, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, thực hiện chương trình xóa mù chữ, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và một số nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm có khuôn viên rộng, khang trang, đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng, đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động dạy và học của đơn vị. Về phương tiện nghe nhìn, đơn vị đã trang bị được TV màn hình lớn, đảm bảo phục vụ tốt cho dạy học. Năm học 2022-2023, trung tâm có 1.013 học viên, trong đó khối 10 có 470 học viên, khối 11 có 343 học viên và khối 12 có 200 học viên. Tổng số nhân sự của trung tâm là 27, trong đó có 3 cán bộ quản lý, 22 giáo viên và 2 nhân viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên cơ bản đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn vững, có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Chất lượng hai mặt giáo dục của trung tâm trong năm học 2022-2023 về kết quả rèn luyện: tỷ lệ tốt 85,98%, khá 12,54%, đạt 0,79%, chưa đạt 0%, không xếp loại 0,69%. Về kết quả học tập, tỷ lệ giỏi 4,84%, khá 46,40%, đạt 42,55%, chưa đạt 6,21%. Công tác hướng nghiệp, dạy nghề, năm học 2022-2023, trung tâm đã phối hợp tổ chức thi cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông với các đơn vị: Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, Trung học phổ thông chuyên Quỳnh Mẫn Đạt, Trung học phổ thông Phó Cơ Điều, Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lạng Sơn. Công tác liên kết đào tạo. Hiện tại, trung tâm tiếp tục duy trì liên kết với trường Đại học Duy Tân. Học kỳ 1 đã hoàn thành khóa học và thi tốt nghiệp cho 2 lớp: Luật Kinh tế với 31 học viên và Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh với 43 học viên. Số lớp hiện tại còn 2 lớp Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh với 80 học viên. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đạt được một số thành tích trong các phong trào thi đua. Nhiều năm liền, trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Trong đó, năm học 2019-2020 được bình chọn hạng nhất trong khối thi đua số 4 của Sở Quản lý, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng thưởng cờ thi đua và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Mời các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kiên Giang. Thank you.